Sáng ngày 23 tháng Chạp, người dân thành phố Hồ Chí Minh đua nhau phóng sinh đưa cá chép tại các hồ, sông để tiễn ông công ông táo về trời. Đây là một tục lệ đã có từ lâu đời của người Việt. Theo tín ngưỡng của người Việt, ngày 23 tháng Chạp là ngày mà táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo chuyện bếp núc và mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Vì thế cứ đến dịp Tết ông công ông táo là người Việt lại làm lễ cúng và phóng sinh cá chép ra sông, ao, hồ với ngụ ý cá chép hóa rồng để táo quân cưỡi lên thiên đình. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng tại các tuyến đường như Bến Vân Đồn, quận 4, bờ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, quận Bình Thạnh và các khu vực sông hồ trên địa bàn thành phố đã nhộn nhịp cảnh người dân mang cá chép đựng trong xô, chậu, túi ni lông phóng sinh ngày Tết ông công ông táo. Người phóng sinh đủ thành phần gồm nhân viên văn phòng, người buôn bán, sinh viên, nội trợ, người già, trẻ nhỏ. Sau khi phóng sinh xong, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có ý thức thu gom tất cả các túi ni lông bỏ vào thùng rác thay vì vứt luôn xuống sông như các năm trước đây. Theo người dân thành phố Hồ Chí Minh và người dân Việt Nam nói chung, việc cúng tổ tiên mua cá chép về phóng sinh ngày 23 tháng Chạp hàng năm nhằm ước muốn cho gia đình và người thân được sức khỏe, may mắn và việc làm ăn tốt đẹp trong năm sau. Việc người dân phóng sinh cá chép ngày Tết ông công ông táo không chỉ là một nét văn hóa mà còn thể hiện ước muốn một năm mới với nhiều hy vọng, nhiều niềm vui và an lành.